Cũng trong sáng nay, tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển khu công nghiệp VTK Hưng Yên tổ chức lễ khởi công dự án khu công nghiệp sạch. Dự lễ khởi công có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Y Song Hai, Chủ tịch Ủy ban Giao thông Đại đô thị Hàn Quốc, bà Ô Dung Chu, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam. Khu công nghiệp sạch có diện tích trên 260 ha do Tập đoàn Nhà đất Hàn Quốc LH phối hợp với Tập đoàn EcoPark làm chủ đầu tư, với tổng số vốn 400 triệu đô la Mỹ. Dự kiến năm 2024 sẽ cơ bản hoàn thành hạ tầng và đi vào hoạt động, thu hút khoảng 60 doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho khoảng trên 10.000 lao động. Tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Giao thông Đại đô thị Hàn Quốc và bà Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cảm ơn chính phủ, các bộ ngành Việt Nam nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác đầu tư của Hàn Quốc, đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp của chính quyền các cấp tỉnh Hưng Yên để khu công nghiệp được triển khai thi công thuận lợi, hoàn thành đúng tiến độ để các doanh nghiệp Hàn Quốc sang xây dựng nhà máy sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần tăng trưởng chung của hai nước. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của chính phủ Hàn Quốc đối với dự án khu công nghiệp sạch tại Hưng Yên. Việc khởi công dự án khu công nghiệp có ý nghĩa thiết thực trong việc cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đồng chí Chủ tịch mong muốn qua dự án này, Hưng Yên sẽ tiếp tục được đón nhận thêm nhiều hợp tác đầu tư tiếp theo từ phía Hàn Quốc. Đồng chí khẳng định về phía tỉnh Hưng Yên đã và sẽ luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho dự án. Thưa các quý vị đại biểu, công tác giải phóng mặt bằng các dự án các khu công nghiệp được tỉnh Hưng Yên đặc biệt chú trọng và quan tâm, đẩy nhanh tỉnh Hưng Yên thành lập ban chỉ đạo các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án của hạ tầng khu công nghiệp NH được quan tâm đặc biệt, chỉ đạo quyết liệt với tinh thần cao nhất nhằm đẩy nhanh thực hiện dự án khu công nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thời gian sớm nhất. Đến tháng 11 năm 2022, toàn tỉnh đã hoàn thành chi trả giải phóng mặt bằng được hơn 612 ha đất các khu công nghiệp và đã triển khai đầu tư mới cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp được hơn 115 ha. Hứa hẹn sẽ tạo ra một bước đột phá về thu hút đầu tư trong những năm tiếp theo. Khu công nghiệp sạch có vị trí địa lý thuận lợi giáp thủ đô Hà Nội, nằm trên được trục đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng chạy qua, nên việc di chuyển ra các sân bay cảng biển lớn, sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay Cát Bi cảng Hải Phòng mất khoảng 40 phút chạy xe và di chuyển tới sân bay Vân Đồn chưa tới 2 giờ đồng hồ. Khu công nghiệp sạch đang được khởi công ngày hôm nay là một dự án lớn, khi triển khai gặp nhiều khó khăn nhưng với sự tập trung cao trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và sự quyết tâm quyết liệt của chính quyền các cấp cùng với sự hợp tác chặt chẽ thường xuyên giữa hai đối tác chủ đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là sự quan tâm ủng hộ các bộ ngành trung ương, cả hai phía Việt Nam và Hàn Quốc, đây là dự án được triển khai rất nhanh so với các dự án khác. Lễ khởi công khu công nghiệp sạch ngày hôm nay sẽ tạo động lực phát triển kinh tế cho tỉnh Hưng Yên và thu hút vốn đầu tư cho các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng, tạo công ăn việc làm cho nhân dân quanh vùng và thúc đẩy phát triển chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội. Chúng tôi hy vọng với các lợi thế của tỉnh Hưng Yên kết hợp khoa học công nghệ và các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ giúp hai bên thêm nhiều các cơ hội hợp tác đầu tư để phát triển nhanh và bền vững, để dự án sớm đi hoạt động huy động hiệu quả. Đề nghị lãnh đạo Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông của Hàn Quốc, Ủy ban Giao thông Đại đô thị Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cùng các cơ quan hữu quan Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh Hưng Yên nói riêng và Việt Nam nói chung. Đề nghị với công ty VTK, tập đoàn NH cùng các nhà đầu tư trong và ngoài nước tập trung huy động mọi nguồn lực, thiết bị và tư tài chính để hoàn thành dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp theo đúng tiến độ đã đăng ký, đồng thời ưu tiên xúc tiến đầu tư đối với các dự án đầu tư hàm lượng chất xám cao, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, thân thiện với môi trường, tạo thành chuỗi liên kết, chuỗi giá trị phát triển bền vững lâu dài, cùng với đó là quan tâm tới đời sống vật chất tinh thần của người lao động, đảm bảo những quyền lợi chính đáng của người lao động, có phương án bố trí hoặc đề xuất
cho tỉnh đầu tư xây dựng khu nhà ở phục vụ công nhân để người lao động có thể yên tâm công tác, làm việc, cống hiến và tích cực phối hợp với chính quyền, đoàn thể các cấp để bảo đảm chính sách an sinh xã hội, quan tâm tạo điều kiện để phát triển, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tôi hy vọng dự án khu công nghiệp sạch sẽ trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu của tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung về việc phát triển bền vững, hiệu quả, thân thiện giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tiếp đó, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện chính phủ Hàn Quốc và các đơn vị đầu tư đã thực hiện nghi lễ khởi công dự án khu công nghiệp sạch tại Hưng Yên.